Quy chiếu chợ khách hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2022. Họ bị tải gồm có bò bê thóc kèm. Mình chỉ bắt anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến tại xem cùng tham khảo danh sách lượng bò có thể nào giao tặng nơi du khách. Em mình báo giá công khai từng con một để khách xem biết từ chốt. Nguyên cái lô bò thóc kèm lỡ phía tay bò 8 tháng. Con đứng đầu tiên số 1. Bò kem giấy. Bò này chỉ có giá là 22.800.000. Con đứng kế là 24.200.000. Còn 4 con này thì chỉ có giá là 26.000.000. 4 bò lỡ. 4 bò lỡ bên đây chỉ có giá là 26.000.000. Còn con này thì 24.200.000. Con này 22.800.000. Còn phía đây con bò này cái giá là pháp kem bông, pháp kem bông mẹ và bê cái phân cái pháp này. Có bông mồng. Bò này chỉ có giá là 20.000.000, 20.000.000 chẳng. Con này chỉ có giá là 23.500.000. Pháp kem đúng kế. Con này cũng 23.500.000. 4 con là 23.500.000. Hai con này chỉ có giá là 22.500.000. Con này cái giá là 20.000.000. Con này là 22.800.000. Con này cũng giá là 22.800.000 luôn. Ba con bò lỡ này chỉ có giá là 24.500.000. Đây nguyên cái lô phía đây 20.000.000 là hai con, còn như là 22.500.000, 22.800.000, 23.500.000, 24.500.000. Còn cái lô bò lỡ phía đây là 4 con này chỉ có giá là 26.200.000. Còn phía đây con bò này giá là 22.800.000. Con này 24.200.000. Chỉ của trại là lộ DT19 gần Quỹ ban xã Nhật Phú Tân của Bến Tre. Khách có thời gian đến trại xem, còn quý khách không có điều kiện thời gian đến trại thì trại bò nhận qua Zalo lại một lần nữa để quý khách xem tổng thể từng lần đầu như quay sân lưng bản đùi. Mình đã báo giá công khai từng con một rồi, quý khách xem view để biết. Quý khách gọi đến thì mình nói đó bò đó bò gì, chiều cao của bò. Thì nguyên cái lô bò lỡ phía đây bò mà thiếu đủ 1m2. Còn bò mấy con nguyên cái lô đây bên đây, hai con này với cái lô bên đây là 1m1 5 phân, 1m1 có. Bò rất là đều tương tự với nhau. Đã tuyển chọn rồi những con nái lớn nền sau này đôi chất lượng thật là cao. Khách là bò khỏe, bò không có bò nghiêm chỉnh, không có viêm rúng phù khớp gì hết. Trong chợ vườn bắt trong chợ vườn đầy đủ hết rồi, viêm da nổi cục với lại lông màu lông móng. Về trại mình chích một mũi tủ trùng đó là xong. Coi ta bị bắt rồi là bé rồi. Hành khách này xem bò. Anh ở đâu anh? Anh ở tỉnh nào? Tây Ninh. Dạ rồi nhớ. Có xuống đây bắt lại rồi phải không? Có xuống đây bắt lại rồi phải không? Thì bắt
Ở cái đợt đó, cái đợt đó bò cao giá quá nuôi lỗ. Còn dập này anh thấy nó sụp xuống mấy triệu con. Dập này sụp xuống mấy triệu con. Hồi đó 30, giờ còn 25, 32 giờ còn 28. Vậy. Cái lô này nói gì? Không có đem ra cũng như là mới chở về đó, mới về là chưa dắt chưa. Xe nhà chở đi luôn. Ừ, xe nhà em hai chiếc. Xe nhà em. Thấy con bò đứng nè, kìa đã con trâu không đứng gà. Thấy gà nó nhỏ hơn, em bay nó nhỏ hơn ở đó con gà. Đi con bóng xa á, thấy không? Nè. Cái gà nó khác gì nè. Con bóng này không có gì răng. Là ba bê hả? Dạ ba bê kem. Ba bê kem. Con này á. Con này ba bê nè. Có nghĩa ba bê kem có nghĩa là con bò. Con ba bê nó cấy pháp vô. Đó là kêu ba bê kem. Nó ra vậy nè. Con này là con đen. Màu xám. Con này con muối tiêu. Cặp bò chỉ có giá là 40 triệu. 40 triệu một cặp. Con đứng bè với con này là 40 triệu, 22,5, 23,5, 24,5, 42, mấy người cái lô bò lỡ lớn trên đây giá là 26,2 triệu, con này chỉ giá là 22,8 triệu.